Đấy là ok nhá các bạn nhá. Đây là mình chế một cái mũi đèn hình tròn các bạn ạ. Thì ở đây là mình có 3 điểm, điểm giữa là điểm tiếp nhé, còn hai bên này là điểm cạnh. Khi mình lấy hình tròn ấy thì mình cắm cái này xuống các bạn ạ, cắm cái này điểm ở giữa thì cái này nó sẽ quay hình tròn.
ok nhé các bạn nhé. Đây là mình chế một cái mũi đèn hình tròn các bạn ạ. Thì ở đây là mình có 3 điểm, điểm giữa là điểm tiếp nhé, còn hai bên này là điểm cạnh. Khi mình lấy hình tròn ấy thì mình cắm cái này xuống các bạn ạ, cắm cái này điểm ở giữa thì cái này nó sẽ quay hình tròn. Rất xin là tiện lợi các bạn nhé. Cắt gỗ hoặc là cắt tấm nhựa, tấm phốc hình tròn. Đấy, các bạn thấy hay không? Nếu các bạn thấy hay nhé, cho mình xin một like, một đăng ký, một chia sẻ các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình.